Kính thưa quý vị, đại sứ Anh bị Bộ Ngoại giao Đức chất vấn. Theo tin từ Bá Linh, ngày hôm nay, đại sứ Anh đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao Đức để chất vấn việc theo dõi gián điệp Quốc hội và văn phòng Thủ tướng Đức với dụng cụ cao kỹ đặt trên các nóc tòa đại sứ. Tờ báo The Independent do biết theo tài liệu của Edward Snowden tiết lộ, cơ quan tình báo Anh đã điều hành các ổ gián điệp điện tử theo dõi Quốc hội và dinh Thủ tướng Đức. Cơ quan tình báo GCHQ cộng tác với Hoa Kỳ nhưng cũng đã theo dõi riêng Quốc hội Đức và dinh Thủ tướng Merkel. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Đức, Ngoại trưởng Guido Westerwelle đã chất vấn đại sứ Anh đòi giải thích về sự tiết lộ của các cơ quan truyền thông về việc làm vi phạm pháp luật quốc tế. Ở London, tiến sĩ Patricia Lewis, đang làm giám đốc ngành an ninh quốc tế của Viện Chatham House, nói rằng gián điệp diễn ra khắp thế giới. Câu hỏi đặt ra là họ đang gián điệp ai? Có phải họ dùng địa điểm Bá Linh cũng giống như ở Vienna, Paris, Geneva và các thành phố khác? Có vô số hạng người tới các thành phố lớn, giao thông điện thoại tại các thành phố là giao thông khổng lồ. Câu hỏi cần đặt ra từ chính phủ Đức là hệ thống gián điệp điện tử đang theo dõi ai? Có phải là theo dõi công dân Đức hay không? Gián điệp là điều tế nhị ở Đức, nhắc lại hoạt động của cơ quan mật vụ Stasi tại Đông Đức. Đức Quốc đã có pháp luật chặt chẽ cấm theo dõi gián điệp người dân. Tiến sĩ Patricia Lewis cũng nói rằng, từ sự tiết lộ của WikiLeaks tới tiết lộ của Snowden, vấn đề hiện giờ là cần phải thảo luận về sự cân bằng giữa an ninh và sự bí mật. Việc tiết lộ Anh Quốc theo dõi gián điệp tại Đức đã diễn ra trong lúc Đức còn đang tức giận việc Hoa Kỳ đang theo dõi điện thoại cầm tay của Thủ tướng Merkel.